Xin chào anh chị, thì em lên thêm cây Ray-Ban cổ của anh chị ha. Cây này là em mới đấu về, cây này hàng cổ mạ vàng thật anh chị ha. Tổng quan thì nó còn tương đối, nó được khoảng 95%, size 62 ngang kính 14. Giá cái này nó sẽ cao hơn là những cái cây hàng Italy trước em quay anh chị ha. Cái này là cây Ray-Ban Mỹ mạ vàng thật ha. Cái này là hàng cổ. Ở trong cái lô đấu hôm trước em có quay ha, anh chị có thể xem lại ở phần trên. Anh nào quan tâm thì vui lòng nhắn tin qua Zalo nhé, 090 22 77 552. Em cảm ơn.